Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin gửi lời tới tất cả quý vị lời chúc tốt lành, may mắn, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất dự đoán được những tai ương, vận hạn có thể xảy đến với mình trong tháng 7 âm lịch này. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất dự đoán được những tai ương, vận hạn có thể xảy đến với mình trong tháng 7 này. Và cũng bởi vì vận khí của con người luôn luôn thay đổi, thế nên bạn cần phải nắm bắt tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 để có thể có được những bước đi đúng đắn nhất cho mình. Xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp bạn thấy được những chi tiết, tiểu tiết về cuộc sống của mình, về các mặt, tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì chúng ta sẽ có được cái nhìn chi tiết và chính xác nhất về vận số của mình. Sau đây là phần luận giải lá số tử vi chi tiết nhất cho tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Nhâm Tuất. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng, hầu hết những người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất của những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần phải tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh Đại Hải Thủy, là người khiêm nhường, ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức của mình. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa ảo của bạn cũng cao hơn. Chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ dễ dàng có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy rằng con đường phát triển sự nghiệp của gia chủ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động của dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Thời điểm này, bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ, thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, bạn cũng cần phải tự nhìn lại bản thân mình trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai, bản mệnh nên tự ý thức và có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Nhâm Tuất dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi chỉ ra rằng tình hình tài chính của người tuổi Tuất sinh năm 1982 trong tháng không được lý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất.
tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao. Gia chủ nhâm tuất khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công sức mình bỏ ra thì cuối cùng lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể nhờ vả ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật bon chen vất vả mới thu được về tay. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1982 không nên lao động quá sức trong thời gian này, nếu không dễ rơi vào tình trạng bị lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra những tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra đi lại cần phải thận trọng, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về chuyện tình duyên trong tháng, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp. Dù là nam hay nữ mạng, gia chủ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn, nếu không vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý của mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành. Các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù là khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người sẽ có mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng rằng thông qua những việc luận bàn về tử vi của những quý vị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được những bước đi vững chắc nè và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại. Trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nhé.